Ok, anh em thấy đây nè, mình cắm cáp nha, iPad mình không sạc. Rồi, mình sẽ ra mình kiểm tra phím chuột có hoạt động hay không nhé. Đó, hiện tại có hoạt động nè, vô game này. Anh em thấy không? Mình sử dụng bộ hàng cho D4, cắm cáp từ D4 vào iPad của mình, nhưng mà iPad của mình không sạc, vẫn chơi được bình thường. Đấy. Okay. Không phải lo vừa sạc vừa chơi nữa. Hello và xin chào, đây là quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Video ngày hôm nay sẽ là một cái video mình chia sẻ cho em một cái gọi là bí quyết nha anh em. Thì như anh em đã biết, ở đây mình có bộ Hantrol D4 này anh em nè. Đấy, bộ chuyển đổi Hantrol D4. Thì những anh em mà đã thấy quen thuộc với bộ chuyển đổi rồi thì chắc không còn gì xa lạ về nó nữa. Đây là bộ chuyển đổi có thể nói là tốt nhất và cũng như là khả năng mắc phím nhanh nhất, không delay, đó, duy nhất thị trường nha anh em. Đây là bộ chuyển đổi duy nhất mà anh em phải dùng cáp để kết nối giữa bộ D4 và iPad, iPhone hay là điện thoại Android của anh em, không thông qua Bluetooth nữa. Đó, thì việc không thông qua Bluetooth tức là anh em sẽ không hề có độ delay nào hết. Thì ở trên Win1 hoặc D1 của FlyG anh em, mình kết nối qua Bluetooth 5.0. Tuy nhiên thì Bluetooth nó vẫn sẽ có một cái độ trễ chút xíu thôi, chút xíu nhỏ xíu thôi anh em ạ. Nếu anh em nào mà chơi lâu tinh ý lắm á, thì mình có thể nhận ra được là cái iPad của mình điều khiển bằng phím chuột nó bị trễ chút xíu, nhưng mà gần như là nếu anh em chơi để tập trung thì mình sẽ không quan tâm chuyện đó. Với bộ D4 này thì anh em nè, chúng ta sẽ có một cái gọi là không delay luôn nha anh em, không delay luôn, thao tác cực kỳ nhanh. Đấy, mình bấm là ăn liền, bấm là ăn liền, không có dụng delay, delay chỉ 0,1 giây cũng không có luôn nha anh em. Đấy, lắc là qua này, bấm là tắt này. Thao tác gần như là không có độ trễ và gần như là ngang với góc độ anh em thao tác bằng tay. Đó, anh em thấy không? Rất là đã. Rồi, đó là những ưu điểm của bộ Hantrol D4. Tuy nhiên, có một cái nhược điểm duy nhất mà đó giờ rất là nhiều anh em mà gọi là phân tâm, thắc mắc cũng như là kiểu là mình rất là đắn đo. Đó là bởi vì cắm cáp như vậy thì sẽ là vừa chơi game vừa sạc. Vừa chơi game vừa sạc nha anh em. Đây, mình cho anh em thấy cái màn hình của iPad của mình này. Mình sẽ zoom cận cảnh lên chút. Rồi, đây, mình sẽ dùng vô. Đó, anh em thấy không? Là cái biểu tượng sạc ở đây này anh em nè. Đó, là iPad của mình đang vừa chơi vừa sạc. Thì đây, cái vấn đề này sẽ khiến anh em lo lắng là bởi vì khi mà mình vừa chơi vừa sạc á, thì nó có gọi là bị chai pin của iPad hay không? Ảnh hưởng tới điện thoại iPhone hoặc là Android của anh em hay không? Tại vì điện nó vô này anh em nè. Đó, cắm vô là điện vô kèm tín hiệu phím chuột luôn. Và vừa chơi vừa sạc trong thời gian dài như vậy thì có nguy hại tới pin cũng như là khiến pin chai nhanh hơn hay không. Ngay bây giờ đây nè, chúng ta có một cách rất là hay, chúng ta có một cái phương pháp rất là hay, đó là anh em hoàn toàn có thể ngắt luôn cái việc sạc này nha anh em, ngắt luôn cái việc sạc này và không cần phải vừa chơi vừa sạc nữa, dây vẫn cắm nhưng không sạc và anh em vẫn có thể điều khiển bằng phím chuột, ngon lành được nha anh em. Đó, cái hay ở chỗ đó. Rồi bây giờ mình sẽ zoom ra lại, mình hướng dẫn cho anh em ha, cái thao tác này gọi là một cái bí kíp cho anh em. Mình nghĩ là chắc chắn là rất là nhiều anh em chưa biết cái bí kíp này, bởi vì á, việc mà vừa chơi vừa sạc á, đó là việc anh em mà gọi là chấp nhận khi sử dụng bộ Hantrol D4, bởi vì gần như là hồi đó bên mình tư vấn á, là một cái đánh đổi, việc chơi bằng cáp sẽ không có độ delay, không có độ nhiễu, không có bị trễ gì hết, nhưng mà phải vừa chơi vừa sạc. Đó, vậy thì anh em sẽ khắc phục cái việc mà anh em muốn cái Hantrol D4 này không sạc qua iPad của anh em là như thế nào. Ok, giờ mình vô game nhé, mình vô là phòng tập như thế này cho mình. Và anh em sử dụng cho mình một cái bàn phím, tốt nhất là bàn phím full size nha anh em, bàn phím full đầy đủ như này, hoặc là ít nhất đó là nó sẽ có cái phím F5 ở đây, bắt buộc phải có phím F5 nha anh em nha. F5 ở đây này, nó bắt buộc phải có nha. Rồi, và cái tổ hợp phím bấm trên bàn phím của anh em sẽ giúp cho việc Hantrol D4 nó sẽ không sạc nữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em bấm thôi. Anh em sẽ giữ này, Shift Control, anh em giữ nha, Shift Control Antalas F5 nha anh em, mình lặp lại nhé, Shift Control Antalas F5. Rồi em cứ để thao tác như là kệ nó, bấm 4 phím nó xong nha, lần lượt thứ tự nha, Shift Control Antalas và F5. Như vậy xong á thì mình sẽ ra là mình kiểm tra này, anh em thấy không? Đấy, rất là tuyệt vời đúng không nào? Đó, anh em nhìn không? Đó, không sạc nữa nha, không sạc nữa. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra thử là phím chuột có hoạt động không nhé. Mình sẽ kiểm tra thử phím chuột còn hoạt động hay không. Rồi, vẫn hoạt động ngon lành anh em ạ. Đấy, vẫn hoạt động ngon lành. Mình vẫn có thể thao tác màn hình iPad của mình này, mặc dù á là không sạc nữa này, không có tín hiệu sạc nữa. Và game vẫn chơi rất là bình thường. Đó.
Vậy thì chúng ta có gì? Chúng ta có một bộ chuyển đổi gọi là hoàn hảo nhất từ trước nay, không hề có nhược điểm với Android 4. Anh em hoàn toàn có thể chơi được trên cả Android lẫn iOS và không cần phải lo lắng về việc vừa chơi vừa sạc nữa, bởi vì khi mà anh em vô trong game, anh em ấn tổ phím như vậy á, thì sẽ ngắt sạc của thiết bị của anh em luôn. À nha. Ở đây mình mới test ở trên iPad và iPhone thôi nha anh em. Còn Android thì mình sẽ test và mình công bố thông tin ở trên fanpage luôn. Mình không biết là Android nó có giống như vậy không, bởi vì hiện tại mình cuối tuần nữa mình không có mượn được điện thoại Android đồng nghiệp, cho nên là mình chưa có test được. Đó. Nên thấy mình sẽ làm lại nhé. Bây giờ nè. Mình sẽ rút ra mình cắm vô nè. Rồi mình cắm vô lại nha anh em. Đó. Thì iPad sẽ tự nhận sạc này, iPad của mình tự nhận sạc này. Anh em thấy không? Tự nhận sạc này, đây. Biểu tượng sạc rồi nha. Và để mình co thử phím chuột. Đấy, phím chuột vẫn hoạt động này, đó. Vẫn hoạt động này, đấy. Và bây giờ mình bấm cái độ phím mình hướng dẫn các bạn lúc nãy. Shift Control Alt Tab F5. Đó, xong rồi thoát ra kiểm tra. Anh em thấy không? Cực kỳ hay và cực kỳ bá đạo luôn, đến từ Android 4. Không cần phải lo về chai pin, không cần phải lo vừa sạc vừa chơi nóng máy nữa, không cần phải lo là điện vào điện thấp điện lớn làm chai pin hỏng pin nữa. Đây, rất tuyệt vời. Ok, thì hy vọng qua chia sẻ vừa rồi là giúp cho những anh em mà đang có ý định mua Android 4 hoặc là đang sử dụng Android 4 của bên linh kiện store có thể yên tâm hơn về thiết bị của mình khi mà mình sử dụng những bộ chuyển đổi phím chuột với tốc độ mắt phím là cao nhất, không delay, không chậm trễ, cực kỳ chính xác và cũng không phải lo lắng về chuyện mà phải vừa sạc vừa chơi hao pin này nọ nữa. Đó, quá là tuyệt vời cho bộ chuyển đổi đúng không anh em? Hiện tại thì Android 4 mình vẫn đánh giá em nó là bộ chuyển đổi tốt nhất hiện nay, để sở hữu rất nhiều tính năng. Mắt phím là không nói rồi, auto kiểm tâm bật tắt được, auto tap bật tắt được, macro các thứ không bị đơ chuột. Nói chung là app mắt phím của nó cực kỳ bá đạo, bởi vì nó dùng qua cáp anh em, không có độ trễ tín hiệu, cho nên là cái việc hoạt động của nó rất là trơn tru, rất là ít lỗi. Rồi, thì nếu anh em mà có hứng thú của Android 4 này thì đừng ngần ngại liên hệ với linh kiện store hoặc là anh em để lại comment phía dưới để mình tư vấn miễn phí cho nhà anh em. Và anh em đừng quên bấm like và subscribe kênh YouTube của Linh Kiện Store Channel để nhận được những mẹo mát phím, những mẹo sử dụng một phần kiện phím chuột mới nhất thị trường nha anh em. Ok, xin chào tạm biệt.